Christopher Columbus là một nhà thám hiểm người Italia đã tình cờ tìm ra châu Mỹ và cuộc hành trình của ông đã đánh dấu sự khởi đầu cho nhiều thế kỷ thuộc địa xuyên Đại Tây Dương. Nhà thám hiểm Christopher Columbus đã thực hiện 4 chuyến đi xuyên Đại Tây Dương từ Tây Ban Nha vào các năm 1492, 1493, 1498 và 1502. Ông đã quyết tâm tìm ra một con đường thủy trực tiếp về phía Tây từ châu Âu đến châu Á nhưng không bao giờ thành công. Thay vào đó, ông đã tình cờ tìm đến châu Mỹ, mặc dù không thực sự khám phá ra cái gọi là thế giới mới, hàng triệu người đã sống ở đó. Nhưng hành trình của Columbus đã đánh dấu sự khởi đầu hàng thế kỷ thám hiểm cùng thời kỳ thuộc địa Bắc và Nam Mỹ. Vào ngày 3 tháng 8 năm 1492, Columbus và thủy thủ đoàn khởi hành từ Tây Ban Nha trên 3 con tàu Niña, Pinta và Santa Maria. Vào ngày 12 tháng 10, các con tàu đổ bộ không phải ở Đông Ấn như Columbus đã giả định, mà là ở một trong những hòn đảo Bahamian. Trong nhiều tháng, Columbus đi thuyền từ đảo này sang đảo khác ở vùng mà ngày nay có tên gọi là Caribe nhằm tìm kiếm ngọc trai đen, đá quý, vàng bạc, gia vị hay bất kỳ đồ vật và hàng hóa nào khác. Ông đã hứa với những nhà tài trợ Tây Ban Nha, nhưng trên thực tế, ông đã không tìm thấy quá nhiều. Vào tháng 1 năm 1493, sau khi bỏ lại vài chục người đàn ông trong một khu định cư tạm bợ trên Hispaniola, tức Haiti và Cộng hòa Dominica ngày nay, Columbus trở về Tây Ban Nha. Columbus đã ghi nhật ký chi tiết về chuyến đi đầu tiên của mình. Nhật ký của Christopher Columbus được viết trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 8 năm 1492 đến ngày 6 tháng 11 năm 1492. Trong đó đề cập đến mọi thứ từ động vật hoang dã ông đã gặp như cá heo và chim, đến thời tiết, đến tâm trạng của thủy thủ đoàn. Không chỉ thế, nhật ký còn ghi lại những ấn tượng ban đầu của ông về những người dân địa phương và lập luận của ông về lý do tại sao họ nên bị bắt làm nô lệ. Ông viết, họ mang cho chúng tôi những con vẹt, bông gòn, giáo mác và nhiều thứ khác. Họ đổi lấy những hạt thủy tinh và chuông của diều hâu. Họ không mang vũ khí và không biết chúng. Vì tôi đã cho họ xem một thanh gươm, họ lấy nó bên cạnh và làm mình bị thương vì thiếu hiểu biết. Họ không có sắt, họ sẽ trở thành những người hầu tốt. Với 50 người, chúng tôi có thể khuất phục tất cả và bắt họ làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn. Khoảng 6 tháng sau, vào tháng 9 năm 1493, Columbus quay lại châu Mỹ. Sau đó, ông đi về phía Tây để tiếp tục cuộc tìm kiếm vàng và các hàng hóa khác, nhưng hầu như không có kết quả. Nhóm người của ông bấy giờ bao gồm một số lượng lớn người Mỹ bản địa bị bắt làm nô lệ, thay khiến cho họ có thêm nhiều của cải như ông đã hứa với các quốc vương Tây Ban Nha. Columbus gửi khoảng 500 người Mỹ bản địa làm nô lệ cho nữ hoàng Isabella. Nữ hoàng đã rất kinh ngạc vì bà tin rằng bất kỳ người nào mà Columbus phát hiện đều là những người Tây Ban Nha và họ không thể bị bắt làm nô lệ. Vì vậy, nữ hoàng đã nghiêm khắc trả lại món quà của nhà thám hiểm ngay lập tức. Vào tháng 5 năm 1498, Columbus đi thuyền về phía Tây qua Đại Tây Dương lần thứ 3. Ông đến Trinidad và đại lục Nam Mỹ trước khi quay trở về khu định cư Hispaniola. Giờ đây, những người dân bản địa đã tổ chức một cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại sự tàn bạo của anh em nhà Columbus. Nơi này tồi tàn đến nỗi, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha phải cử một thống đốc mới lên tiếp quản. Trong khi đó, cư dân Taino bản địa, những người bị bắt phải tìm kiếm vàng và làm việc trên các đồn điền, đã diệt vong trong vòng 60 năm sau khi Columbus đặt chân đến đây. Chỉ có khoảng vài trăm người trong số 250.000 người Taino còn sống sót trên hòn đảo này. Christopher Columbus sau đó đã bị bắt và trả về Tây Ban Nha trong xiềng xích. Năm 1502, sau khi được xóa bỏ những cáo buộc nghiêm trọng nhất nhưng bị tước bỏ danh hiệu cao quý, Columbus già yếu, lúc này thuyết phục quốc vương Tây Ban Nha tài trợ cho một chuyến đi cuối cùng của ông qua Đại Tây Dương. Lần này, Columbus đến Panama, chỉ cách Thái Bình Dương vài dặm, nơi ông đã mất đi 2 trong số 4 con tàu của mình do bão và những người bản địa tàn phá. Trắng tay, nhà thám hiểm trở về Tây Ban Nha, nơi ông qua đời vào năm 1506. Trong một thời gian dài, hầu hết mọi người đều tin rằng Christopher Columbus là nhà thám hiểm đầu tiên khám phá ra châu Mỹ, người đầu tiên thực hiện chuyến đi khứ hồi thành công qua Đại Tây Dương. Thế nhưng trong những năm gần đây, khi những bằng chứng mới được đưa ra, sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử đã thay đổi. Trên thực tế, Columbus là một trong những nhà thám hiểm cuối cùng đến châu Mỹ, chứ không phải là người đầu tiên. Một truyền thuyết phổ biến gợi ra một sự kiện khác. Theo một bản thảo cổ, một nhóm tu sĩ người Ireland ở thế kỷ thứ 6 tên Saint Brandon được cho là đã đi thuyền đến Bắc Mỹ trên một con tàu, một chiếc thuyền thúng gỗ phủ da động vật. Sau 7 năm, họ trở về nhà và báo cáo đã phát hiện ra một vùng đất được bao phủ bởi cây cối tùm. Ngày nay, được một số người tin rằng đó là Newfoundland. Cuộc hành trình của ông được ghi chi tiết trong biên niên sử cổ đại của Ireland. Brandon là một nhân vật lịch sử có thật, người đã đi nhiều nơi ở châu Âu. Thế nhưng, không có bằng chứng nào cho thấy ông đã từng đặt chân đến Bắc Mỹ. Vào năm 1976, nhà văn Tim Severin đã bắt đầu chứng minh rằng một cuộc hành trình như vậy là có tính khả thi. Severin đã thực hiện chính xác cuộc hành trình của Brandon, đi thuyền dọc theo tuyến đường được mô tả bởi các nhà sử du hành. Cuối cùng, Severin đã hạ cánh ở Canada.
Những chuyến thám hiểm ban đầu của người Viking đến Bắc Mỹ vào thế kỷ thứ 10 đã được hầu hết các học giả ghi lại và chấp nhận như là một sự thật lịch sử. 500 năm trước Columbus, một nhóm người Viking do Leif Erikson, con trai của Erik the Red lãnh đạo, đã đặt chân đến Bắc Mỹ và thành lập một khu dân cư. Họ đã đi thuyền đến một nơi Erikson gọi với cái tên Vinland, nơi ngày nay là tỉnh Newfoundland của Canada. Erikson và thủy thủ đoàn của anh ta không ở lại lâu, chỉ vài năm trước khi trở về Greenland, châu Mỹ có những nguồn tài nguyên tuyệt vời như gỗ và nho. Khi ấy, Greenland không có hai thứ này, đây được coi như là hai khám phá vô giá. Đó là lý do tại sao người Viking gọi nó là Vinland hay vùng đất rượu vang. Mối quan hệ của Erikson với người Bắc Mỹ bản địa được mô tả là thù địch, người da đỏ không muốn họ ở lại. Cuộc chạm trán đầu tiên là khi người Viking bắt gặp 10 người da đỏ đang chợp mắt dưới chiếc cano bị lật của họ và người Viking đã giết họ. Và điều đó đã không thiết lập nên một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Đã có một sự cố gắng nhằm cải thiện quan hệ, nhưng người Viking cảm thấy họ đang bị uy hiếp bởi lực lượng đông hơn của người Anh Điêng. Và họ cũng không muốn sự hiện diện của người Viking trên vùng đất của mình. Sau này, người Viking đã quay trở lại Bắc Mỹ, nhưng chỉ để buôn bán, họ không bao giờ định cư ở đó nữa. Điều này đã được biết đến bởi những người Iceland từ lâu, nhưng cho đến những năm 1960, không có bằng chứng nào về việc Erikson đã từng lưu lại tại Bắc Mỹ. Năm đó, nhà thám hiểm người Na Uy Helge Ingstad và vợ, nhà khảo cổ học Annie Steen Ingstad đã khai quật ra một khu định cư cổ đại của người Bắc Âu. Trong suốt 7 năm sau đó, gia đình Ingstad và một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế đã khám phá nền móng của 8 tòa nhà riêng biệt. Vào năm 1969, Quốc hội đã chỉ định ngày 9 tháng 10 là ngày Leif Erikson. Và từ rất lâu trước đó, một số học giả nói rằng châu Mỹ dường như đã được khách du lịch đi biển từ Trung Quốc đặt chân tới, và đó cũng có thể là du khách từ châu Phi và thậm chí là cả châu Âu thời kỳ băng hà. Lý thuyết này được tán thành bởi một nhóm nhỏ các học giả và sử gia nghiệp dư do Gavin Minzy, một sĩ quan hải quân Anh đã nghỉ hưu lãnh đạo. Giả thuyết này khẳng định rằng một thái giám người Trung Quốc gốc Hồi giáo từ thời nhà Minh đã khám phá ra châu Mỹ 71 năm trước Columbus. Trịnh Hòa là một nhân vật lịch sử có thật, người đã chỉ huy một đội thuyền buồm bằng gỗ khổng lồ vào đầu thế kỷ 15. Ông đã khám phá ra Đông Nam Á, Ấn Độ và bờ biển phía đông của châu Phi bằng cách sử dụng kỹ thuật điều hướng rất tiên tiến vào thời điểm đó. Menzi khẳng định rằng Trịnh Hòa đã đi thuyền đến bờ biển phía đông của Hoa Kỳ và có thể đã thiết lập các khu định cư ở Nam Mỹ. Menzi xây dựng giả thuyết của mình dựa trên bằng chứng từ các con tàu đắm cũ và các tài liệu do các nhà hàng hải thời đó để lại. Tuy nhiên, học thuyết của Menzi vẫn đang bị nghi ngờ. Nhà sử học Robert Finley viết trên tạp chí lịch sử thế giới cho biết nhiều tuyên bố của Menzi được trình bày mà không có một chút bằng chứng nào. Thật vậy, hầu hết các nhà sử học đều nói lý thuyết này về người Trung Quốc tồn tại đầy lỗ hổng. Như vậy, trên thực tế, Columbus không phát hiện ra Bắc Mỹ, ông là người châu Âu đầu tiên phát hiện ra quần đảo Bahamas và sau đó hòn đảo này được đặt tên là Hispaniola, nay được tách thành Haiti và Cộng hòa Dominica. Trong những chuyến đi tiếp theo, ông đã đi xa hơn về phía Nam, đến Trung và Nam Mỹ, nhưng ông chưa bao giờ đặt chân đến nơi bây giờ được gọi là Hoa Kỳ. Ngày nay, di sản lịch sử mà ông để lại với tư cách là một nhà thám hiểm táo bạo đã khám phá ra thế giới mới vẫn đang bị đặt ra câu hỏi. Các chuyến đi hải hành của ông đã khởi đầu hàng thế kỷ chinh phạt của người châu Âu và thuộc địa hóa các lục địa châu Mỹ. Cách mua truyện bí ẩn Ozone dễ nhất bằng WeScan. Đầu tiên hãy truy cập vào đường link mà mình đã chia sẻ trên các hệ thống của bình luận viên Anh Quân. Đối với máy tính, các bạn hãy đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản WeScan đã có sẵn. Nếu chưa đăng ký tài khoản WeScan, mọi người có thể link với Facebook hoặc Gmail để đăng ký nhé. Còn nếu bạn muốn đặt mua qua điện thoại, hãy truy cập đường link bằng cách sao chép đường dẫn tới trình duyệt ghép có sẵn trên điện thoại nhờ Safari Internet. Sau đó bạn có thể đăng nhập tài khoản có sẵn hoặc đăng ký một tài khoản mới qua Facebook hoặc Gmail. Tại đường link vừa truy cập, bạn có thể dễ dàng đặt mua truyện dễ dàng theo số lượng mong muốn bằng cách lựa chọn như trên hình. Sau khi đã ấn chọn mua, hãy vào giỏ hàng của bạn để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cùng địa chỉ nhận hàng nhé. Bạn có thể sử dụng ví WeScan siêu tốc, quét QR code VNPay hoặc thanh toán khi nhận hàng để có được bản pre-order đặc biệt của tập 1 bộ truyện tranh Bí ẩn Ozone nhé. Chúc mọi người thành công!